làm mẹ, có nghĩa là ở miền Bắc nhưng mà vô ở Sài Gòn lâu lắm rồi, nên thành ra hình như là cũng cái món ăn cũng hơi hướng về miền Nam rồi, nên thành ra là cũng không có khó khăn gì nhiều, nhưng mà cũng là mẹ nấu chính thôi, tại vì mình cứ thói quen của bố chồng nữa, nên thành ra là mình cứ phụ ở vòng ngoài thôi, còn vòng trong là mẹ coi nêm nếm này kia là mẹ hết. Với lại á, lúc về làm dâu thì vụng lắm, mẹ đang làm thì mình cứ phụ, mình lặt rau thì thôi đi ha. Lúc đó tự nhiên cái đụng cái thấy mẹ đang làm tôm, cái nói thôi mẹ để con phụ cho, xong cái mẹ đưa tôm cho mình ngồi lột xong cái cuối cùng đưa lại trả lại cho mẹ, cái mẹ nhìn hồi mẹ nói ủa sao cái chỉ tôm, đường chỉ tôm này con không lấy ra. Trời, lúc đó mình mới ngỡ ngàng là mình không lấy chỉ tôm là do ở dưới quê á hay ăn tôm đồng tép đồng gì đó, nên thành ra là không có cái đường chỉ đó. Trời ơi, làm quê mất mặt luôn. Mẹ nói tiếng ở vùng dạ, phía Bắc thì con dâu có hiểu gì không? Cũng nghe được, nhưng mà có một số từ thì không hiểu được. Ví dụ có lần á, tôi đang nấu thì mới nói Quyên lấy cho mẹ cái muỗng, nó không hiểu gì hết, cứ trộn tròn mắt nó nhìn. Mình cũng đang mải nấu cái chờ lâu quá thì bực mình la. Cái xong lúc đó mới nói mẹ môi gì mẹ, mình cũng bực mình mà mình cũng phì ra cười, xong mình nghĩ lại chắc nó miền Nam đâu có hiểu đâu. Mùi là cái giá đúng không? Thì đó mới giảng giải từ từ đó. Còn em gái, em cảm giác là em hợp với mẹ điều gì? Dạ, hợp với mẹ thì nhiều thứ lắm. Hai mẹ con á thì có cái thói quen là uống cà phê sữa buổi sáng, như là sáng nào cũng thức dậy pha ly cà phê sữa, con pha cho mẹ, hoặc là mẹ mà thức sớm thì mẹ pha cho con hay gì đó. Không thì đi mua sắm. Cái gu đồ của mẹ với gu đồ của em á, nó gần tự tự với nhau. Dạ, hợp lắm. Vậy chắc mua cho mình chứ sẵn mua cho mẹ luôn. Đúng rồi đó. Lúc đó thôi, còn lúc này không hợp đâu. Có những gì mà cô không hợp với con dâu của mình? Không hợp thì lúc thường là lúc trước, bây giờ thì bớt rồi. Không hợp cái thứ nhất là hay cầm cái điện thoại suốt ngày, cứ lướt suốt. Cái lúc trước thì là chưa có bầu đứa thứ hai thì là cứ suốt ngày trà sữa bánh tráng trộn, sợ mập, rồi cứ hay mua sắm linh tinh, chưa hết xài hết lại mua. Nói chung là mua những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe gia đình, thực phẩm chức năng ấy. Thì cô thấy cô bảo là có gia đình rồi thì bớt lại đi để biết lo cho con cho cái. Nhưng mà nói thì nó cũng biết hiểu biết nghe, nó cũng sửa rồi, bây giờ là bỏ rồi, bỏ có bầu đứa thứ hai, bỏ tiệt cái vụ trà sữa mới lại bánh tráng trộn. Chị ơi, cái lúc mà chị mẹ ạ. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào khán giả trong trường quay và khán giả đang xem màn ảnh nhỏ. Tôi Nguyễn Thị Anh, năm nay 67 tuổi. Hả? 67 hả? Trẻ quá chú hả? Đang làm nội trợ và hiện đang sống ở Tân Bình. Trời ơi, 67 mà. nhìn trẻ hơn chú phải không? Con biết mà. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào Lê Lộc, chào khán giả. Mình tên là Quyên, thì mình 33 tuổi, làm dâu của mẹ cũng gần 5 năm rồi. Dạ, chị có mấy bé rồi nhỉ? Một bé đầu với một đang mang một bé nữa. Dạ. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu đó thì mẹ chồng cảm nhận về cô gái như thế nào? Lúc đầu tiên á thì con trai tôi dẫn cháu về đó thì thấy nó hiền lắm, mà nó có vẻ nhút nhát, nó cứ núp sau lưng chồng nó. Thì mình nhìn nó tuy rằng chưa nói gì nhưng mà thấy có vẻ là thì cũng ngoan hiền, có vẻ là cũng lanh lẹ. Mình nhìn qua cái ánh mắt của nó thì mình cũng ưng trong lòng, nhưng mà mình cứ để im xem sao. Thế sau hồi nói chuyện thì cứ hỏi câu nào thì là trả lời câu đó thôi, chứ không có nói gì hết á. Thấy hiền khô rất là ấn tượng. Mình ngoan hiền, biết nghe lời, ngoan hiền. Còn đối với chị, cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng á, chị cảm nhận người mẹ chồng này như thế nào? Thì thật sự thì lúc đầu về làm dâu á, yeah, mình không nghĩ mình làm dâu mẹ đâu, tại vì tác động ở bên ngoài với lại ở phía bên gia đình mình là người miền Tây. Yeah. Cứ nói là không có làm dâu người Bắc nha, người Bắc rất là khó lắm. Mình quen ảnh đó cũng mấy năm trời, ảnh cứ kêu mình đi về để mình gặp, đi ra mắt gia đình. Lúc đó ảnh cũng lớn tuổi rồi, cũng 30 mấy tuổi rồi. Yeah. Thì bên kia thì có vẻ hình như là hơn dục cưới, còn bên đây thì mình còn trẻ quá nên thành ra mình cũng chưa, mình cứ tèm như đó. Xong cũng phải mấy năm sau mới đi về gặp mẹ. Mà mình suy nghĩ trong đầu có lẽ chắc là dữ nè, khó khăn nè, là lúc đó là sợ lắm. Cái bắt đầu cứ đi theo thì cứ núp núp phía sau thôi, đâu có dám mà kiểu mà hùng hổ mình đi vô đâu. Vô gặp mẹ xong nhìn mặt mẹ, ố sao nhìn mặt mẹ hiền. Mình nghĩ trong lòng thôi nha,
sao mẹ hiền quá vậy chứ sao không có giống như người ta diễn tả. Rồi thấy mẹ đang làm ở bếp, lúc đó mẹ đang làm bếp, xong cái nói bác làm gì để con phụ cho. Cái mẹ cứ nói con ngồi đó chơi đi, con lấy nước uống đi, con lấy ghế ngồi đi. Nhìn mẹ rất là tự nhiên, mẹ không có kiểu thân mà thiện, dạ đúng rồi, thân thiện, không kiểu giữ khoảng cách cho mình. Chồng em lớn em bao nhiêu tuổi? Dạ 11 tuổi. Wow. Bởi vì bên bệnh nó bên bên nhà dạ hối hoài luôn mà bên đây thì cứ từ từ. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi sau đó về làm dâu thì cô dâu còn e ngại như vậy không cô? Cũng còn e ngại khoảng mấy tháng đầu đó. Mình cũng toàn chủ động, mình bắt chuyện rồi mình hướng dẫn cái này kia cho thân thiện, cho quen trong nhà. Rồi có chỉ con dâu nấu những món ăn mà nó hợp với người Bắc không? Có chỉ chứ. Nhưng mà được cái á, là mẹ có nghĩa là ở miền Bắc nhưng mà vô ở Sài Gòn lâu lắm rồi. Nên thành ra hình như là cũng cái món ăn cũng hơi hướng về miền Nam rồi. Nên thành ra là cũng không có khó khăn gì nhiều. Nhưng mà cũng là mẹ nấu chính thôi. Tại vì mình cứ thói quen của bố chồng nữa. Nên thành ra là mình cứ phụ ở vòng ngoài thôi. Còn vòng trong là mẹ coi nêm nếm này kia là mẹ hết. Chứ lại á, lúc về làm dâu thì vụng lắm. Mẹ đang làm thì mình cứ phụ, mình lặt rau thì thôi đi ha. Lúc đó tự nhiên cái đụng cái thấy mẹ đang làm tôm, cái nói thôi mẹ để con phụ cho. Xong cái mẹ đưa tôm cho mình ngồi lột xong cái cuối cùng đưa lại trả lại cho mẹ. Cái mẹ nhìn hồi mẹ nói ủa sao cái chỉ tôm, đường chỉ tôm này con không lấy ra. Trời, lúc đó mình mới ngỡ ngàng là mình không lấy chỉ tôm là do ở dưới quê á hay ăn tôm đồng tép đồng gì đó, nên thành ra là không có cái đường chỉ đó. Trời ơi, làm quê mất mặt luôn. Mẹ nói tiếng ở vùng dạ, phía rồi. Bắc thì con dâu có hiểu gì không? Cũng nghe được nhưng mà có một số từ thì không hiểu được. Ví dụ có lần á, tôi đang nấu thì mới nói quên lấy cho mẹ cái muỗng, nó không hiểu gì hết, cứ trộn tròn mắt cho nó nhìn. Mình cũng đang mải nấu cái chờ lâu quá thì bực mình la. Cái xong lúc đó mới nói mẹ muỗng gì mẹ, mình cũng bực mình mà mình cũng phì ra cười. Xong mình nghĩ lại chắc nó miền Nam đâu có hiểu đâu. Mùi là cái giá đúng không? Thì đó mới giảng giải từ từ đó. Còn em gái, em cảm giác là em hợp với mẹ điều gì? Dạ, hợp với mẹ thì nhiều thứ lắm. Hai mẹ con thì có cái thói quen là uống cà phê sữa buổi sáng. Như là sáng nào cũng thức dậy pha ly cà phê sữa, con pha cho mẹ, hoặc là mẹ mà thức sớm thì mẹ pha cho con hay gì đó. Không thì đi mua sắm. Cái gu đồ của mẹ với gu đồ của em á, nó gần tự tự nhau. Dạ, hợp lắm. Vậy chắc mua cho mình chứ sẵn mua cho mẹ luôn. Đúng rồi đó. Lúc đó thôi, còn lúc này không hợp đâu. Có những gì mà cô không hợp với con dâu của mình? Không hợp thì lúc thường là lúc trước, bây giờ thì bớt rồi. Không hợp cái thứ nhất là hay cầm cái điện thoại suốt ngày, cứ lướt suốt. Cái lúc trước thì là chưa có bầu đứa thứ hai thì là cứ suốt ngày trà sữa bánh tráng trộn, sợ mập. Rồi cứ hay mua sắm linh tinh, chưa hết xài hết lại mua. Nói chung là mua những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe gia đình, thực phẩm chức năng đó. Thì cô thấy cô bảo là có gia đình rồi thì bớt lại đi để biết lo cho con cho cái. Nhưng mà nói thì nó cũng biết hiểu biết nghe, nó cũng sửa rồi. Bây giờ là bỏ rồi, bỏ có bầu đứa thứ hai, bỏ tiệt cái vụ trà sữa mới lại bánh tráng trộn. Chị ơi, cái lúc mà chị mang bầu bé đầu tiên á thì mẹ chồng chăm sóc mình như thế nào? Mẹ chăm kỹ lắm. Tại vì lúc đó là mẹ ở dưới á, thì con đứa em thì nó cũng đã sinh trướng mình, nên thành ra là bây giờ hôm nay mình đi về dưới nữa thì gánh nặng cho mẹ nữa. Nên thành ra nói thôi ở đây luôn đi. Thì thấy mẹ cũng thương mình lắm, nên thành ra nghĩ chắc là mẹ sẽ là chăm mình như con gái. Thì đúng thật, lúc đó là do mình sinh khó, nên thành ra là có những cái vệ sinh hàng ngày của mình không làm được, mà mẹ làm đất mình luôn. Là mẹ nhớ là coi mình như là con gái ruột của mình vậy đó. Nên thành ra là lúc đó là cảm động lắm luôn á. Nói trời ơi, không biết mẹ ruột của mình chăm mình được như vậy hay không nữa. Để chứng tỏ là mẹ do chồng rất là thương con dâu. Dạ đúng rồi. Chăm từng ly từng tí như thế. Dạ. Có chuyện gì mà em buồn mẹ chồng không? Có. Chuyện cũng nhỏ thôi. Mẹ chiều cháu cực kỳ chiều. Buổi chiều nó mẹ rước đi học về là không có mình ở nhà ha. Là mẹ cứ nó cứ thi theo nó mè nheo mẹ. Nói anh Hội, con thèm này, con thèm kia. Là mẹ cứ là kẹo, bánh, nước ngọt mà cho ăn mà trước như bữa cơm nó. Trời ơi, con coi như là nó đâu có ăn cơm được gì đâu. Là thế là nó cứ bỏ cơm bỏ, nhìn nó ấm tâm ấm teo mà. Do toàn là ăn bạc không. Mà cứ nói bà nội, nội ơi, nội đừng có chiều nó cái đó.
đó, cái đó nó đâu có tốt đâu. Cái bà nội nói nhìn cái mặt nó thấy thương quá, không cho nó ăn cũng được. Nhưng mà có cái chuyện nào mà chị giận mẹ về con cháu mình không? Thì rồi nhắc tới này mới nhớ, mẹ 2 năm gần đây lại có tính hay quên. Hôm đó không biết là ở nhà trường có việc gì á, là kêu bé đón bé lúc 2:30, trễ nhất là 3 giờ. Thì lúc đó chị đi làm là làm buổi sáng, nên thành ra là kêu mẹ nhớ mẹ canh giờ nha, mẹ đi đón bé cà phê nha. Không xong mẹ cứ ờ hở đi làm là 3 giờ mình đi về rồi, thì 3 giờ khoảng 3:30 là mình tới nhà. Hỏi mẹ rước cà phê chưa? Chết cha, mẹ quên. Trời đất ơi, lúc đó mình quá hồn, mình phải xách xe quay đầu xe mình chạy mình đi rước con bé. Lỡ tới đó hả, nó còn có mình nó, hà trường thì đóng cửa hết rồi. Nó ngồi nó khóc tú tôi, nó gặp mẹ nó chạy lại nó khóc: mẹ ơi, sao mấy bạn về hết rồi, mẹ không rước con, mẹ bỏ con hả? Trời ơi, mình về tới nhà hả, không nói chuyện luôn, không nói chuyện với mẹ luôn. Cái gì mẹ quên thì cũng được, sao mà cái chuyện đó mày lại quên được? Đúng là lúc đó không phải nên giận mẹ mà thương mẹ, bởi vì thấy mẹ đã tuổi đã cao rồi đó, hay quên rồi đó. Dạ. Mà có một lần thôi đúng không? Dạ thì có một lần thôi. Trời ơi, có một lần tôi quên có 100 lần cũng sao. Thêm nữa, mẹ sòng phẳng lắm. Ví dụ hôm nay mình mua cái áo cho mẹ là 1-2 ngày sau là thế nào mình cũng nhận về một cái gì đó, không áo người quần hoặc là son phấn cái gì. Nói chung là mẹ đi mẹ thấy người ta khen cái nào đẹp đẹp mà hợp với con dâu vậy kia đó, là cứ mẹ cứ mua về. Mà hầu như là mỗi lần mình đưa cái là mẹ phải đưa lại. Như vậy mình cảm thấy nó xa cách quá, không có giống như kiểu mẹ con trong nhà, mà giống như kiểu người dưng như đó. Thôi em thấy cũng mẹ thương em mà. Tức là mua tặng mẹ cái gì thì mẹ mua tặng. Dạ đúng rồi, mà 10 lần như một chứ không phải là 10 lần mà phải mà 7-8 lần thì cũng được đi. Em thấy vậy là lại là hay chú hả? Ừ. Có qua có lại làm cho cái tình cảm mình lúc nào cũng được đông đầy hết trơn á. Nhưng mà biết sao không? Tại vì cái kiểu mình sống kiểu miền Tây á thì nó hay cái kiểu là người nhỏ hay biếu quà cho người lớn thôi, chứ không có thói quen người lớn đưa lại cho người nhỏ. Có bao giờ con dâu làm cô buồn điều gì mà cô không nói ra được không? Có buồn nhưng mà không đến nỗi là không nói ra được. Có một lần á, là cái hồi đó nó mới sanh được 1 tháng, chồng nó không biết là đi nhậu hay đi đâu về, nó tới 1-2 giờ sáng về. Nó thì mới sanh xong là nó sanh khó nên nó kiểu như bị stress sau sinh á, thì là nó cũng bực bội. Chồng về thấy lục trên lầu, thế mình bảo rồi có chuyện rồi, nhưng mà mình cứ để im xem sao. Sau một hồi thấy xếp đồ bồng con đi xuống là mình biết là mình mới ra, mình nói hỏi giờ này mà con đi đâu. Cái không nói gì đi ra mở cửa, cái cô mới nói chứ thế con đi đâu thì con cứ đi để đứa bé lại. Rồi mở cửa ra thấy trời tối không thấy ai, sợ xong rồi thôi cũng nghĩ sao cũng phải quành trở lại, tính cô hay nói thẳng, sau rồi cũng quay vào và đặt từ từ đi con, từ từ có chuyện gì rồi mai nói, bình tĩnh nói vợ chồng giải quyết chứ đâu mà còn mới sanh xong con người nhỏ mà bồng đi đâu. Xong rồi hồi cũng quay lại, cô là hay nói luôn những không có nỗi có chuyện gì khó nói, ấm ức để trong lòng, tính cô để thích có gì nói thẳng. Mình có quan niệm là mình cũng đã từng hồi xưa làm dâu á, thì cái thời cô nó cũng khổ lắm, cho nên là mình thông cảm, bây giờ là mình thương nó thì nó sẽ thương mình. Mình có cái quan niệm như vậy. Có điều gì mà em gọi là không dám nói với mẹ chưa? Không dám nói thì không có, em hay thường hay chia sẻ với mẹ lắm. Với lại mẹ không phải là mẹ binh hạ bên hẳn mà con trai mình, mẹ đứng ở trong gì trung gian, nên thành ra là mình cảm thấy mình rất yên tâm khi mình chia sẻ với mẹ những cái điều mà mình có nghĩa là mình khó nói với chồng. Dạ. Tại vì chồng rất ít nói, khôn nói thật sự là tự khôn ngang luôn á. Nhiều khi mà ổng làm cái gì hoặc là ổng có công việc gì đó đó thì ổng báo gì mình một tiếng hôm nay anh bận này, hôm nay anh bận kia. Không có đâu, bận là cứ đi xong rồi về, cái mình hỏi mới trả lời, không hỏi thôi không trả lời gì đó. Mình nhiều khi mình nắm mất thì phải nói chuyện với mẹ chồng thôi, chứ giờ đâu có người nào để chia sẻ. Tại vì chuyện gia đình của mình, không lẽ giờ mình chia sẻ cho người ngoài nghe thì yeah. Thường mà khi con dâu chia sẻ thế thì cô theo con dâu hay là theo con trai của mình? Cô bênh con dâu, thương con dâu hơn con trai. Bây giờ thì có ông xã của em có gửi một bức thư ha. Dạ. Coi chồng em viết gì nha. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chào anh Quyền Linh và Lê Lộc. Tôi tên Nguyễn Phi Đoàn. Dạ đúng rồi. Năm nay 44 tuổi. Qua chương trình này tôi cũng xin gửi những lời tâm sự cho má và vợ tôi. Má ơi, con cảm ơn má đã sinh ra con, nuôi dưỡng con lớn thành tài. Mặc dù con biết má không cần con đền đáp gì, nhưng bây giờ má đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng yếu, nên con vẫn mong má chăm lo sức khỏe của mình tốt hơn nữa, ăn uống đầy đủ hơn nữa để sống đời với con cháu. Vợ ơi, mình lấy nhau cũng gần 5 năm rồi. Khoảng thời gian này
hẳn sẽ có những xung đột, mâu thuẫn mà vợ chồng nào cũng có. Anh biết tính anh khô khan, không thể hiện ra bên ngoài. Anh cho rằng nó không thực tế, chỉ mong muốn em và con sống trong yên bình và đầy đủ. Nên em đừng có nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến con và sức khỏe. Anh thương mẹ con em nhiều lắm. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho tôi nói lên những cái tâm sự này. Chúc chương trình ngày thành công và phát triển lớn mạnh. Tôi xin cảm ơn. Đó, viết đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là chồng em không có quan tâm, không có nói ra thôi, nhưng mà để trong lòng đấy. Rất là thương đó, em với con. Thường mình phụ nữ thì nghe bằng tai mà. Thế làm ra nhiều khi nói ra mình đúng biết rồi. Là ổng thương. Đa số đàn ông như vậy đó. Dạ. Thậm chí ngay cả anh này đôi khi cũng muốn nói nhưng mà nó ngại, nó ngượng, nó kỳ lắm. Thành ra cũng nhờ chương trình bữa nào tôi lên tôi cũng nói y chang vậy đó. Hôm nay thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Hôm nay thì sẵn chương trình thì cô cũng mong muốn là con sẽ thay đổi bớt chi tiêu hoang phí lại, có gia đình rồi lo cho con cái. Rồi cái thứ hai nữa là bớt thời gian để dành chăm lo cho con cái thì bớt thời gian sử dụng máy lại. Rồi tập nấu ăn cho nó ngon hơn. Yeah. Đó, bây giờ thì cũng đã đỡ hơn hồi trước. Đó, chỉ mong muốn nhỏ vậy thôi. Yeah. Còn chị thì như thế nào? Chị mong muốn mẹ điều gì? Đối với mình thì mẹ là giờ chỉ là một mẹ chồng quá tuyệt vời rồi. Chỉ có mong mẹ là sức khỏe đầy đủ. Tại vì mẹ bây giờ là mẹ bị đau bao tử, không ăn được gì nhiều. Bây giờ nhìn ốm nhô ốm nhách rồi. Nên là ra chỉ mong muốn mẹ là sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhiều hơn. Hai mẹ con ôm nhau cái nào. À, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu đã đến tham gia chương trình. Một kỷ niệm của chương trình là dành cho gia đình. Cảm ơn Quỳnh Linh, cảm ơn chương trình. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-in-1 Care For. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Care For gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn anh Lộc, cảm ơn chương trình.